Người phát ngôn của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học xác nhận họ đã có trong tay bản đệ trình của Syria, song tổ chức này mong đợi nhiều hơn thế. Các nhà lãnh đạo chủ chốt của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học có thể sẽ bỏ phiếu trong tuần tới về một kế hoạch tiêu hủy nhanh chóng kho vũ khí hóa học của Syria vào giữa năm 2014. Nói chung là Syria sẽ không phải thực hiện mọi nghĩa vụ của mình cho đến khi hiệp ước vũ khí hóa học chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, chính phủ Syria cho biết đồng ý bàn giao các thông tin này cũng đồng nghĩa Damascus muốn làm tròn nghĩa vụ là một nước thành viên. Hiện số lượng vũ khí hóa học dự trữ của chính phủ Syria được cho là nằm rải rác ở 50 khu vực riêng biệt. Do đó, việc tiến hành tiêu hủy số vũ khí hóa học này trong bối cảnh vẫn diễn ra các cuộc xung đột là vô cùng nguy hiểm và tốn kém.